Vâng, hôm nay em Giang lại quay trở lại giới thiệu cho các bác một số cái dụng cụ sử dụng trong ốp lát nhá. Đấy, hàng em thì hôm nay về rất nhiều. Em về 2.000 túi ke xoáy nên hôm nay em sẽ có giá tốt để tri ân cho các anh. Đấy. Cảm ơn các anh đã luôn luôn ủng hộ em Giang trong suốt thời gian qua. Đấy, và đã xem kênh của em. Đấy, hôm nay anh nào mà mua được cái hôm nay anh nào mà chốt đơn mua tất cả các sản phẩm nhà em thì sẽ có được giá ưu đãi. Đấy, hàng này là hàng đây. Sau đây em đi sơ qua những cái một số những cái mặt hàng mà chuyên dùng trong ốp lát nhà em nhé. Đó, đây đầy đủ này. Đây. Đấy, sau đây em sẽ đi giới thiệu từng sản phẩm cho các anh. Đây. Đây là cái con ke xoáy nhà em nhé. Con ke xoáy này là con cái ke xoáy tái sử dụng. Chất liệu thì nhựa thì làm nhựa ABS, kim thì là kim thép, hàng thép chống rỉ nhá. Đấy, hàng em bán là một bịch là 50 con như này, hàng này là hàng tái sử dụng. Đấy, cái hàng này là hàng 1 ly, ly rưỡi, 2 ly đều 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 đầy đủ nhá. Đấy, hôm nay thì em sẽ có giá tốt cho các anh, em bán 120.000 một bịch. Tiếp theo đó là cái con ke chữ thập về nhà em. Ke chữ thập này thì em bán cái chữ thập này dòng này nhà em nó có hàng 1 ly, 1 ly rưỡi hoặc 2 ly. Đấy, các anh mua cả 1 cân cũng được hoặc mua vài ba lạng đều được hết. Cái này thì 1 cân của nó rơi vào từ 8.000 con đến 10.000 con tùy theo kích thước như là 1 ly, 1 ly rưỡi hoặc 2 ly. Đó. Tiếp theo đó là con đội gạch nhà em nhé. Đấy. Con đội gạch này nhà em là hàng này là hàng 6 lạng 30, hàng loại 1 nhá. Đấy anh em xem này. Rất là dày dẫn. Đế thì rất là to, đế 10 cm. Đấy, hà dày 1 cm. Đấy, cái này đội thì khoảng 30 cân đến một tạ nha. Đấy. Đây, và tiếp theo đó là cái con hít gạch nhà em nhá. Đấy, hít gạch nhà em thì có 3 loại loại hít gạch, hít kính đều được hết. Hàng 3 chân, 2 chân, 1 chân. Đấy. Đấy. Chất liệu thì làm bằng thép nhá, sơn tĩnh điện nhá. Đấy, anh em sử dụng thì cứ thoải mái, ok, không lo han gì mà hút rất là mạnh luôn. Đấy, hút gạch, hút kính. Ví dụ những cái hòn gạch to hoặc những cái mảnh kính to một mình cũng không thể là bê lên được thì mình sẽ dùng cái con hít này. Cái con hít này con 1 chân này nhà em hít thì khoảng tầm 30 cân. Còn cái con 2 chân này từ 30 đến 70 cân. Đấy, còn con 3 chân này thì cả tạ luôn. Đấy. Từ một tạ lên tạ rưỡi này. Đấy. Hàng thì là đế làm bằng hàng cao su non nên hít rất là mạnh. Đấy. Những cái viên gạch to như 80 1 mét mà những cái hàng mà mình làm ở những cái nhà mà biệt thự thứ những cái gạch đấy của nó rất đắt tiền, mình bê lên bê xuống thứ nhất là khó này, thứ hai chẳng may mà rơi vỡ thì là chủ lại bắt đền thì chết, thì mình sẽ dùng cái con hít này. Nó rất là đều và đẹp. Đây, còn hàng con đội này thì mình sẽ là đội gạch này. Đó. Tiếp theo là cái dòng bay răng cưa nhé em. Bay răng cưa này thì nhà em là cái hàng này là hàng em đặt riêng chứ không phải những cái hàng trôi nổi ngoài thị trường. Đấy. Nhưng các bác cứ yên tâm mà sử dụng. Chất liệu thì bằng thép lưỡi cưa. Đó. Làm theo quy chuẩn quốc tế là dài 17 cm và rộng 9 cm. Kích thước là 7 răng và mỗi răng cách nhau 1,5 cm. Được chốt bởi 4 cái đinh thép. Còn đầu cán thì bo đồng, đuôi cán bọc bằng mủ cao su nên các bác thoải mái cầm rất là vừa tay và cán nó rất là dài, cầm nó rất là dễ làm. Đấy. Tiếp theo đó là cái con dao cắt gạch cầm tay, con này cắt gạch cắt kính thoải mái, ok nha các bác nhé. Hàng này là hàng liền liền thân. Đó. Lưỡi thì lưỡi tráng kim cương. Khi các bác nhận hàng thì sẽ bao gồm một tay cầm và 4 cái vít để thay cùng với lại hai cái em tặng kèm thêm 2 lưỡi kim cương nữa. Mỗi lưỡi sẽ cắt được khoảng 7.000 mét dài. Đấy. Hàng này là nhà em là hàng xịn, hàng mới, thế hệ mới chứ không phải như những cái dòng hàng cũ thì phải tra dầu khó cắt nhá. Hàng này nhà em cắt thì thoải mái, ok. Và các bác lưu ý giúp em một chút là cái hàng này nhà em cắt kính nhỉ, kính dày cỡ nào cũng cắt được hết. Gạch 60, 80, 1 mét đều cắt được hết nhưng phải là gạch trơn, gạch bóng, gạch men chứ còn cái loại gạch sân vườn và gạch nhám thì sẽ không cắt được nhá. Em nói trước không, khi mà các bác kiểm tra hàng các bác phải cắt bằng những cái gạch nhám hoặc gạch sân vườn thì không cắt được thì các bác lại bảo là lừa đảo đấy. Đó, hôm nay thì em xả kho. Các bác nào có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em.
hoặc inbox thì em sẽ được giá tốt. Con đội thì em sẽ bán 75.000 một con, 10 con thì em miễn ship. Bay răng cưa thì chỉ có 80.000 một con thôi nhá. Đó. Đấy. Đây, hàng dao cắt gạch cầm tay. Dao cắt gạch cầm tay. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ tư vấn trực tiếp, giao hàng tận nơi, cung cấp xỉ lẻ. Bác nào lấy xỉ thì sẽ được giá tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.